Hello anh em ạ. Có một anh có hỏi sốt là có cây vợt nào dành cho người chơi lâu và chơi khá được không? Thì sau khi đọc câu hỏi của anh thì Nam cũng biết rằng là anh đã từng chơi rất là nhiều hãng vợt khác rồi, cũng như là gần như là cũng đã tham khảo các cái mẫu rất là nhiều rồi. Thì bây giờ anh có muốn trải nghiệm thêm dòng đèo Wangzhou, anh có hỏi sốt là Nam sẽ giới thiệu anh luôn. Đây là cây Wangzhou Boru Tupo 99 này. Cây này thì sẽ phù hợp với anh bởi vì thân của nó rất là cứng và điểm cân bằng của con này ở lên đến 308-310mm. Chuyên công, thân cứng, rất là phù hợp với những anh em mà chơi lâu và chơi thì cũng khá là đấy, con này phải quay đấy. Đấy, thân rất là cứng luôn anh em. Đấy, còn nặng đầu, chuyên công nữa đấy. Con này trọng lượng 4U, tay cầm cường em. Sức căng mắc là 33-35 lbf, tương đương lên đến hơn 15 cân, cực kỳ cao. Với công nghệ là 2 Nelson frame, giúp cái khung tuần gia cố bền bỉ và chắc chắn. Chất liệu vợt thì là full carbon graphite nhé. Hay là power system giúp anh em tăng cái tốc độ khung tuần và đập cầu cực kỳ uy lực và chính xác luôn. Đấy, tốt thì đầy đủ màu dây cho anh em lựa chọn. Anh em có thể bấm vào dưới lượng màu anh em ưng ý nhất này. Chào tạm biệt anh em.